Rồi, hello, Vương Mô Tô xin chào anh em nha, lại là Vương Mô Tô đây. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Vương Mô Tô ha. Rồi, cửa hàng em chuyên cung cấp những dòng xe mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ đã qua sử dụng cho anh em đam mê ha. Những dòng xe sang tên được, những dòng xe rút gốc sang tên, những dòng xe hải quan bên em sẽ nhập về để phục vụ anh em nha. Thủ tục mua bán thì cũng đơn giản thôi, anh em bữa nay chỉ cần chụp căn cước công dân gửi qua Zalo giúp em ha. Rồi em sẽ rút hồ sơ cho anh em các tỉnh, và anh em ở Sài Gòn thì qua công chứng rồi sang tên ha. Số điện thoại của em là 0906859709, có Zalo, có gắn Zalo nha anh em. Anh em cứ vào Zalo mình làm việc cho nó dễ ha. Rồi đó là những thủ tục và mua bán bên cửa hàng nha. Đến với chủ đề chính hôm nay, mình muốn giới thiệu cho anh em gần xa quý bà con một siêu phẩm của nhà Honda. Con này là con Honda Rebel 250 xuất Mỹ ha. Con này là con Rebel 250 nhập Mỹ ha. Con này sản xuất đăng ký năm 2015. Và những dòng 250 này thì đời này là 2015, 2016 thì đã cuối đời rồi. Nhà Honda đã bỏ mẫu này rồi ha. Cho nên hàng nó bây giờ là gọi là hàng hiếm của thị trường. Con Rebel 250 xuất Mỹ, màu đen, đăng ký 2015 nha anh em. Mới như gươm luôn, mới cực kỳ luôn cho anh em. Con này hồ sơ đã rút về cửa hàng bên em rồi ha. Anh em mua bán mình xuất hóa đơn, bấm biển số ngay. Anh em ở tỉnh thì xuất và bấm biển số ngay ha. Cái dòng này thì 250 này thì nó đã, nhà Honda nó đã bỏ mẫu rồi nha anh em, hết hàng rồi. Bữa nay ở ngoài Motorock thì còn được mấy chiếc thôi. Con này là con cực kỳ hiếm trên thị trường luôn, bữa nay cũng không có nhiều xe đâu anh em. Con này đăng ký đát 2015 nha. Con này chủ cũ đó chạy 2.659 mai, tương đương với gần 4.000 km Việt Nam ha. Con này còn khá là mới luôn nha anh em, mới từ đầu tới đuôi ốc còn 7 màu. Nói chung xe chạy có mấy ngàn cây số thì anh em hiểu rồi, nè, ốc nè, vít mới lắm, lốp vỏ còn theo xe luôn, còn gai ha. Hàng này là hàng chất lượng, hàng VIP. Anh em mua về sưu tầm được rồi. Con này thì quá đẹp rồi ha. Cái đời này thì Rebel 250 này thì chỉ quay cho anh em nhìn chi tiết thôi, chứ còn khỏi giới thiệu. Chất lượng là trên tuyệt vời rồi. Dòng Cruiser mà hai bô hai máy thì Rebel nó là tiếng bô nó hay nhất, trong được bình chọn nó là tiếng bô hay nhất của dòng Cruiser. Bô đây, xe này là xe nhập Mỹ nha anh em. Bô nhập Mỹ ha, có chữ đầy đủ hết nha. Nè, gắt chân nè anh em thấy còn phắn luôn ha, cao su nó còn phắn luôn ha. Nè, nó còn có phắn mờ mờ luôn nè, rất là đẹp. Tâm niên thì còn 7 màu, ốc vít thì 7 màu mới tinh. Con này coi như mới xuất xưởng ra chạy có mấy ngàn cây số thì mới vừa hết rô đai, chưa hết rô đai. Con này chủ cũ đã gắn luôn tựa lưng, tựa lưng sau cho anh em ngồi sau ha. Hai cặp bô nó còn rất là đẹp, chữ còn rất là sáng nha anh em. Này nó ở ngoài nắng nó hơi chói xíu nè, nó chữ của Mỹ hết nha. Tem gấp, tem sườn là còn tin 100%, chưa rách chưa gì hết. Ốc vít thì còn 7 màu ha. Con này thì giá thị trường nó bữa nay khoảng, nếu mà xe mới luôn, khoảng trên 400 rồi nha anh em. 400 hoặc trên 400 chứ không có dưới đâu. Nước sơn zin 100%. Mình quay cho anh em đánh giá thôi, chứ còn những dòng xe này thì nó mới quá rồi, nó như trong thùng đem ra nó chả khác gì xe thùng cả. Ốc vít thì còn 7 màu lan can, khỏi tả nhiều ha. Mình quay chi tiết cho anh em xem rồi tự đánh giá thôi. Con này bên cửa hàng em rao bán với giá là 255 triệu nha anh em. Ốc vít trăm liền nè, buộc nè, ốc nè, còn 7 màu ha. Rồi mình đi xích xích đây, mình nổ máy rồi cho anh em
nghe ha. Con này giấy tờ hải quan rút gốc sang tên cho anh em toàn quốc luôn. 2659 mai ha. Máy nổi thì thầm không nghe tiếng luôn nha anh em. Để sát cái điện thoại vô đây mới nghe được cái tiếng bồ nó, tiếng máy nó nổ êm. Mà cái bồ nó nổ rất là hay luôn. Rồi chuyên nhanh chuyên nhất các thứ. Điện đèn tội chuyên nhanh. Nói chung là máy xe này thì mới cái ru đai à, nên nó hết ru đai thì khỏi phải bàn về máy móc về bên cửa hàng bảo hành cho anh em 1 năm 2 năm gì cũng được. Cái máy xe này làm sao mà hết giặt được. Thôi cái này khỏi đi, máy móc khỏi với bạn anh em ha, mình xin phép cắt máy nha. Chứ cái máy này thì bảo hành mấy năm cũng được, máy này chạy chắc khó hư lắm. Chạy chắc tới đời con đời cháu luôn, chưa hư cái xe này. Xăng nhớt đầy đủ vậy em là được rồi, chăm sóc xe kỹ là được rồi ha. Giờ mình quay chi tiết cho anh em đánh giá thôi, chứ cũng máy móc thì bảo hành bao nhiêu năm cũng được. Đèn này, chi nóc hơi chói mặt trời nha, chứ ở ngoài nó sáng đẹp rồi. Sao mặt được luôn, đồ của nó là không có gì mà phải bàn hết. Những cái con xi nhanh đó nè, được Instaban nè, chữ cái trên đèn xi nhanh. Rồi con này bên cửa hàng chào bán giá là 255 triệu, bao rút hồ sơ cho anh em toàn quốc nha, bao ship cho anh em tất cả các vùng miền trên đất nước. Rồi hồ sơ xe đến tận nhà cho anh em nha. Vào Zalo giúp em, vào Zalo để mình dễ làm việc hơn. Anh em nào xem kênh chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau bên mình nha. Bên mình còn rất là nhiều dòng xe đẹp và xe lướt. Con này nó mới vừa xài lướt có 2600 mấy mai, tương đương với 3000 mấy cây số Việt Nam ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh cho em một đăng ký kênh ha, một like, một chia sẻ. Anh em nào có thắc mắc thì bình luận phía dưới đi ha, rồi bên mình sẽ đáp ứng trả lời bình luận cho anh em nha. Số điện thoại 0906 859 709, có Zalo ha. Đây, cái xe đây thì nó còn mới như xe thùng. Để một cách nghiêng rất là đẹp, cực kỳ đẹp nha anh em, khỏi phải chê một điểm nào hết. Dòng xe này là dòng xe cao cấp của nhà Honda. Rồi Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em rất nhiều nha, cảm ơn anh em đã xem video, hẹn anh em video sau nha. Anh em là thích thì nhắc máy điện thoại cho Vương nha. Cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều, bye bye.